Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios, giá bán, các cái chính sách của thời điểm tháng 10 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản eCVT màu đen. Thì trước khi giới thiệu sâu hơn về dòng xe Toyota Vios phiên bản eCVT này và cụ thể hơn là màu đen, thì em xin phép cập nhật cho anh chị về cái giá bán của tất cả các dòng xe Vios thời điểm hiện tại. Toyota Vios thì được phân phối ở thị trường Việt Nam 13 phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam. Và có một tin vui rất là vui là tháng 10 này là thời điểm vàng để anh chị mua chiếc xe Toyota Vios. Thì anh chị ná lại một chút thì em sẽ báo chị giá lăn bánh rẻ chưa từng có cho dòng xe Toyota Vios này. Thì như em vừa nói, có 3 dòng xe được lắp ráp trong nước và lần lượt các dòng xe như sau. Đầu tiên là phiên bản 1.5 EMT này, phiên gọi là phiên bản số sàn, thì có giá niêm yết là 479 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi về 50% thuế trước bạ từ nhà nước cũng như là 50% thuế trước bạ từ nhà máy và tặng thêm anh chị một gói phụ kiện nữa, thì tính ra lăn bánh cho anh chị chỉ có là 478 triệu thôi. Nó còn rẻ hơn cả giá niêm yết cơ mà. Phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, là phiên bản eCVT có giá niêm yết là 528 triệu, và hiện tại thì bên em cũng đang giảm là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra lăn bánh nó là 529 triệu, gần bằng giá niêm yết. Phiên bản tiếp theo, phiên bản G cũng là CVT thì có giá niêm yết là 592 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 40 triệu tiền mặt và tính ra lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng 587 triệu là lăn bánh xong rồi, và ngoài ra cũng tặng cho anh chị thêm gói phụ kiện chính hãng nữa. Và cái nếu anh chị liên quan tâm đến cái trả góp của xe thì với phiên bản G này anh chị chuẩn bị cho em 153 triệu, bản eCVT trước mắt chúng ta đây là 138 triệu, và phiên bản EMT thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em là 102 triệu thôi là anh chị đã mang được xe về rồi. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán và đi cho anh chị về tổng quan một ngoại thất của xe Toyota Vios. Và trước mắt chúng ta đây, như em đã giới thiệu ở đầu video, là chiếc xe Toyota Vios bản eCVT. Như anh chị thấy thì nếu anh chị cũng đã xem thì chiếc xe này cả 3 phiên bản, nên anh chị nhìn ngoại thất thì sẽ không có sự khác biệt nhiều về đèn, về la răng các thứ, cả 3 phiên bản đều như nhau, mặt ca lăng đều như nhau. Tuy nhiên là, và đặc biệt là phiên bản eCVT và EMT là có ngoại thất giống hệt nhau luôn. Nên anh chị mua phiên bản E bây giờ hay là bản G để chạy dịch vụ bây giờ thì trông rất là đẹp. Và em sẽ giới thiệu sâu hơn về chiếc xe eCVT này cho anh chị và phân tích cho anh chị về số tiền chênh lệch khoảng 60 triệu giá niêm, giá lăn bánh, thì anh chị chọn phiên bản G hay là phiên bản eCVT này. Thì phiên bản eCVT có ngoại thất giống đến 90% dòng xe bản G, và có một vài điểm khác nhau như sau. Thứ nhất là về cái mặt phần đầu xe thì anh chị thấy là đây là logo thường, đồng nghĩa là không có cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm cũng như là cảnh báo lệch làn ở phiên bản G. Phiên bản G là có logo dạng 3D, logo dạng radar đấy ạ. Thứ hai là xe phiên bản E này không có cảm biến trước, và cái miếng điểm nhấn ở đây thì là màu nhôm, còn phiên bản G là được màu chrome sáng bóng. Đấy là hai điểm rồi này. Ở phần thân xe đa răng thì giống nhau, tuy nhiên là ở cái phần tay nắm cửa thì phiên bản G sẽ được mạ chrome, trong cái phần thân xe nó sẽ sáng hơn một chút. Còn ở phần đuôi xe thì trông cũng giống nhau đến 90%, là bởi vì sao? Bởi vì là phiên bản E này có hai cái cảm biến, còn phiên bản G là có 4 cảm biến. Và phần trong phần nội thất thì sao? Phần nội thất thì sẽ nói được nhiều hơn về cái khác biệt. Em mở khóa xe. Như chị thấy ở đây luôn thì cái xe này không có cái nút mở thông minh mà vẫn được dùng là chìa khóa cơ, chứ không phải là chìa khóa thông minh giống như là phiên bản bản G. Đây, khóa bản G đây, còn bản E thì em đang treo ở trên người, vẫn phải cắm chìa để đề. Ở phần thân xe thì hai xe đều được trang bị là nội thất màu đen như nhau, tuy nhiên là cái ghế của bản G sẽ rất là đẹp, nó đẹp hơn, nó được dùng là ghế thông hơi chứ không phải là ghế liền như này. Và ngoài ra đập ngay vào mắt trước chúng ta đây là cái
vô lăng cũng như cái màn hình cục điều hòa. Thì phiên bản cao G là cao cấp hơn hẳn, có màn hình 10 inch dạng nổi, có điều hòa tự động này, có chìa khóa thông minh. Đây là có, đây vẫn là dùng chìa cơ, không có lẫy chuyển số sau vô lăng, không có nhiều nút bấm như là phiên bản G. Cái mặt đồng hồ cũng không đẹp bằng. Và một cái chi tiết nữa không thể độ được là phiên bản ECBT này có 3 túi khí, còn phiên bản G là 7 túi khí. Còn ngoài ra động cơ, khung gầm, cảm giác lái, kích thước đều là như nhau. Thì với cái vấn đề em đưa ra như vậy, 60 triệu và khác nhau, chênh lệch nhau những cái option như vậy, thì anh chị lựa chọn phiên bản nào? Thì đối với anh chị nếu mà tài chính mình khá là không quá nặng nề về tài chính thì mình phiên chọn bản G để phục vụ gia đình. Còn nếu mà anh chị nào đa số là đi một mình hoặc là tài chính mình chưa đủ, không muốn vay nhiều thì có thể lấy phiên bản này. Hoặc là cũng mỗi người một cái nhu cầu, thì em cũng đưa ra cái phương án trả góp này, phương án các option cũng như là tổng cái chi phí cho anh chị lựa chọn. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe Toyota Vios hoặc các dòng xe khác về Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.